Buổi sáng ngày 22 tháng Tết, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Một lô đẩy Mỹ, đó là crown tất cả các model. Khang Minh cập nhật bổ sung về thêm để lúc nào trên shop cũng một vài chú con đẩy hàng tuyển chọn, phục vụ các bác và quý anh em chơi Tết và đầu năm. Khang Minh xin giới thiệu sơ qua các model trong ngày hôm nay Khang Minh về bổ sung thêm 1.200, 3.600, 2.402 và 2.400. Và một con Crown Contech 1.600 duy nhất đời mặt đen. Đây là cái model mà Khang Minh cũng bổ sung và bán đi cung cấp khá nhiều những cái phân khúc giá bình dân Crown Mỹ Contech 1.600 hoặc là 1.610. Anh cho cái con này lên trên, để lên đây, để lên đây, rồi để dọn. Khang Minh làm một cái video ngắn gọn thông báo nhẹ nhàng trong buổi sáng ngày hôm nay và sau đó sẽ tiếp tục công việc. Bởi vì hôm nay Khang Minh cũng phải test đồ và đóng gói vận chuyển đi khá nhiều, loa, đẩy, súp, vân vân. Quay sơ qua để các bác và quý anh em cùng xem. Thì cái con này là con 3.600 của bác khách đặt cái combo 4735X. Hôm nay Khang Minh bổ sung về thêm tất cả là 9 con. Đây 4 con, đây 4 con. Và Contech 1.600 một con duy nhất. Phân khúc giá bình dân mà được các bác quý anh em đón nhận rất nhiều. 2.402 duy nhất một con. Thì sắp tới Khang Minh bổ sung về thêm các model 2.400, dọn đi anh, 3.600 điện xuất châu Âu 220V. Vừa rồi Khang Minh về thêm được hai con 2.400 điện 220 và một con 3.600 thì toàn bộ đã có chủ, các bác và quý anh em đã sở hữu và đã mua sắm hết rồi. Thì âm ly crown trên Khang Minh từ trước tới nay các bác và quý anh em thừa lắm được hàng chất lượng tuyển chọn cực kỳ đẹp từ trong ra ngoài luôn. Và cái video trong buổi sáng hôm nay thì Khang Minh xin có một cái clip ngắn như vậy thông báo hàng Mỹ tiếp tục cập nhật. Các bác và quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho em nhé. Khang Minh xin tạm dừng video tại đây để tiếp tục công việc trong ngày. Bây giờ cho con súp ra test để cho xe ôm đi gửi luôn cho em khách ở dưới Hải Phòng. 418S